Luận Đại Trí Độ, quyển 75, phẩm thứ 57, tiếp theo, thăm áo, tiếp theo, kinh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát dùng sơ tâm mà được vô thượng Bồ Đề, hay dùng hậu tâm mà được vô thượng Bồ Đề? Bạch Thế Tôn, sơ tâm chẳng đến hậu tâm, hậu tâm chẳng ở nơi sơ tâm. Như vậy là các tâm và các tâm sở pháp chẳng cùng chung với nhau, thì làm sao mà tăng trưởng được thiện căn? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn thì làm sao được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ta sẽ vì ông nói lên thí dụ. Người có trí huệ nghe thí dụ này sẽ được rõ nghĩa hơn. Này Tu Bồ Đề, ví như thắp đèn thì phải dùng cái tim lúc ban đầu để thắp, hay phải dùng cái tim lúc sau cùng để thắp? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng phải dùng cái tim lúc ban đầu để thắp đèn, cũng chẳng thể ly cái tim lúc ban đầu mà thắp đèn được. Chẳng phải dùng cái tim lúc sau cùng để thắp đèn, cũng chẳng thể ly cái tim lúc sau cùng mà thắp đèn được. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cái tim đèn là đèn chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cái tim đèn chẳng phải là đèn, mà cũng chính là đèn vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cũng như vậy, Bồ Tát chẳng dùng sơ tâm để được vô thượng Bồ Đề, cũng chẳng ly sơ tâm mà được vô thượng Bồ Đề, chẳng dùng hậu tâm để được vô thượng Bồ Đề, cũng chẳng ly hậu tâm mà được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát từ sơ phát tâm đã thực hành Bát Nhã Ba La Mật, khi đầy đủ 10 địa sẽ được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát đầy đủ 10 địa được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi vào được càn huệ địa, mặc dù đã xa rời tâm tham dục và luyến ái, nhưng trí huệ vẫn còn cạn mỏng khô khan. Từ địa ban sơ này, Bồ Tát thứ lớp tiến tu lên các địa, cho đến Bồ Tát địa và Phật địa. Khi đã đầy đủ 10 địa rồi mới được vô thượng Bồ Đề. Bởi vậy nên chẳng phải dùng sơ tâm hay ly sơ tâm, cũng chẳng phải dùng hậu tâm hay ly hậu tâm mà được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, duyên pháp ấy rất thầm thâm, nên nói chẳng phải dùng sơ tâm hay ly sơ tâm, cũng chẳng phải dùng hậu tâm hay ly hậu tâm mà được vô thượng Bồ Đề vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu tâm đã diệt rồi thì có sanh trở lại chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng được như vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tâm sanh có tướng diệt chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có tướng diệt vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tướng tâm diệt thì tâm có diệt chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tâm an trú như vậy chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tâm trú như vậy là như như trú. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tâm như như trú là chứng thực tế chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tâm như như trú là thẩm thâm chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, rất thẩm thâm. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, như là tâm chăng? Ly như có tâm chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, như có thấy được như chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng thấy được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có phải Bồ Tát thường hành như là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Đúng như vậy. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thường hành như là hành Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành như là hành như thế nào? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hành như là hành mà chẳng có chỗ hành. Vì sao? Vì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú nơi pháp như,
mà chẳng khởi niệm có pháp như, chẳng khởi niệm có mình hành pháp như, vì pháp như là chẳng có trú xứ vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát y cứ vào đâu mà hành pháp như? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát y cứ nơi đệ nhất nghĩa đế mà hành pháp như. Vì sao? Vì ở nơi đệ nhất nghĩa thì các tướng đều bất khả đắc, chẳng có sai biệt. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành đệ nhất nghĩa là chẳng có niệm hành, hành như vậy có tướng hành chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành như vậy là có tướng ngoại chăng? Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chẳng có vậy. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng có khởi niệm ngoại các pháp tướng. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật mà chưa đầy đủ 10 Phật lực, 4 vô sở quý, 4 vô ngại trí, đại từ đại bi, 18 bất cộng pháp, thì phải biết vị Bồ Tát ấy chẳng được vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát nào có đầy đủ các lực phương tiện thì ở nơi hết thảy pháp, vị Bồ Tát ấy chẳng chấp thủ tướng và cũng chẳng phá hoại tướng. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy biết rõ các pháp đều là tự tướng không. Vị Bồ Tát ấy an trú nơi các tam muội không, vô tướng và vô tác, và dùng các tam muội này để thành tựu chúng sanh. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát dùng 3 tam muội không, vô tướng và vô tác để thành tựu chúng sanh như thế nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong 3 tam muội này thấy chúng sanh hành pháp, tác pháp như thế nào, rồi dùng các lực phương tiện dẫn họ vào trong không, vô tướng và vô tác. Này Tu Bồ Đề, như vậy gọi là Bồ Tát vào 3 tam muội không, vô tướng và vô tác, và dùng 3 tam muội này để thành tựu chúng sanh. Luận hỏi: Vì nhân duyên gì mà Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, Bồ Tát dùng sơ tâm mà được vô thượng Bồ Đề, hay dùng hậu tâm mà được vô thượng Bồ Đề? Đáp: Trước đây Ngài Tu Bồ Đề đã nghe Phật dạy các pháp đều là chẳng có tăng, chẳng có giảm, khiến Ngài dấy niệm nghĩ rằng, nếu các pháp đều chẳng tăng chẳng giảm thì Bồ Tát làm sao có thể đến được vô thượng Bồ Đề? Lại nữa, Ngài nghĩ rằng Phật đầy đủ chánh hạnh mới được vô thượng Bồ Đề, Bồ Tát chưa trừ được di tế vô minh, chưa đầy đủ chánh hạnh thì làm sao vào được vô thượng Bồ Đề? Nếu từ sơ tâm đến hậu tâm mà các thiện căn chẳng được tăng trưởng thì Bồ Tát làm sao vào được vô thượng Bồ Đề? Bởi các nhân duyên nêu trên đây nên Ngài Tu Bồ Đề mới thưa hỏi Phật về nghĩa thâm áo này. Phật dạy: Chẳng phải y nơi sơ tâm, cũng chẳng đi sơ tâm mà được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì nếu y nơi sơ tâm mà được vô thượng Bồ Đề thì Bồ Tát đã thành Phật ngay khi mới sơ phát tâm rồi. Thế nhưng sơ tâm là căn bản, nếu chẳng có sơ tâm thì cũng chẳng có hậu tâm. Sơ tâm chẳng ly hậu tâm, và hậu tâm cũng chẳng ly sơ tâm. Nhờ có sơ tâm mà các công đức được chứa nhóm, do có chứa nhóm công đức mới dẫn đến sự đoạn trừ phiền não, tập khí, và cuối cùng mới dẫn đến vô thượng Bồ Đề vậy. Sở dĩ Ngài Tu Bồ Đề thưa hỏi Phật như trên đây, vì theo Ngài thì sơ tâm và hậu tâm đều chẳng đầy đủ. Vì sao? Vì nếu quá khứ đã diệt thì chẳng có sự hòa hợp các thiện căn đang hiện hành. Nếu chẳng hòa hợp được các thiện căn thì cũng chẳng thể chứa nhóm thiện căn được. Nếu chẳng chứa nhóm được thiện căn thì cũng chẳng làm sao có thể được vô thượng Bồ Đề vậy. Phật đã dùng thí dụ thực tiễn để giải nghi cho Ngài Tu Bồ Đề. Phật dạy: Như khi cây đèn được thắp sáng thì đèn và tim đèn phải là một, chẳng phải riêng khác. Chẳng phải y nơi tim lúc ban đầu, cũng chẳng đi nơi tim lúc ban đầu mà ngọn đèn được thắp sáng.
chẳng phải y nơi tim lúc sau cùng, cũng chẳng phải ly tim lúc sau cùng mà đèn được thắp sáng. Rồi Phật bảo ngài Tu Bồ Đề rằng: người thế gian dùng nhục nhãn thấy ngọn đèn chẳng phải do nơi tim ban đầu hay do nơi tim sau cùng mà được thắp sáng, cũng chẳng phải ly tim ban đầu hay ly tim sau cùng mà được thắp sáng. Cũng như vậy, ta dùng Phật nhãn thấy các Bồ Tát chẳng phải do nơi sơ tâm hay do nơi hậu tâm mà được đạo vô thượng Bồ Đề, cũng chẳng phải ly sơ tâm hay ly hậu tâm mà được đạo vô thượng Bồ Đề. Ở thí dụ nêu trên đây, Phật đã dùng ngọn đèn dụ cho Bồ Tát đạo, tim đèn dụ cho vô minh phiền não, tim đèn cháy sáng dụ cho vô minh phiền não được tiêu trừ. Khi vào sơ địa, trí huệ còn cạn mỏng, khô khan, nên chỉ mới là càn huệ, phải tiến tu thêm nữa, cho đến khi vào được kim cang tam muội mới được chân trí huệ. Như vậy, ngọn đèn trí huệ đốt cháy vô minh phiền não chẳng phải do sơ tâm trí, cũng chẳng phải do hậu tâm trí. Suốt quá trình tu tập, từ sơ tâm dẫn đến hậu tâm, vào Bồ Tát vị, Bồ Tát tương tục. Bồ Tát tương tục dùng đèn trí huệ đốt cháy vô minh phiền não, đến khi đốt cháy hết vô minh phiền não mới được vô thượng Bồ Đề. Nơi đây cũng nên biết, càn huệ địa có hai bậc, đó là càn huệ địa của Thanh Văn, càn huệ địa của Bồ Tát. Càn huệ địa của Thanh Văn dẫn vào Niết Bàn. Hàng Thanh Văn tinh tấn trì giới thanh tịnh, tinh tấn tu tập các tam muội, tinh tấn hành các pháp quán như quán bất tịnh, tinh tấn tu tập để biết rõ vô thường, vô ngã, để chứa nhóm các thiện pháp, xả bỏ các bất thiện pháp, vân vân, thì vào được địa này. Tuy đã có trí huệ, nhưng vì chưa có được thiền định, khiến trí huệ còn cạn mỏng, khô khan, nên gọi là càn huệ địa. Còn Bồ Tát, do từ sơ phát tâm đã tu tập nhu thuận nhẫn, thâm ái thật tướng pháp, tu tập thiền định nên vào càn huệ địa. Vào địa này rồi, Bồ Tát lại tu tập khổ pháp nhẫn, dẫn đến tu tập đạo trí nhẫn, được 15 tâm nhẫn, được vô sanh pháp nhẫn, vào Bồ Tát vị. Cũng nên biết, khi vào được kiến địa là đã vào dòng thánh, bắt đầu chứng các quả thánh. Từ địa này còn phải tinh tấn tu tập để tận đoạn các phiền não, xả trừ các tạp khí kiết sử, vào ly dục địa. Từ càn huệ địa dẫn đến ly dục địa, Bồ Tát phải thứ lớp tu tập từ sơ địa dẫn đến thập địa của Đại Thừa Bồ Tát thập địa. Về thập địa, mười địa nên phân biệt có ba loại, đó là: một, tam thừa thập địa, mười địa chung cho cả ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, gồm càn huệ địa, tánh địa, nhập nhân địa, kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, bích chi Phật địa, Bồ Tát địa, Phật địa. 2. Đại thừa Bồ Tát thập địa, mười địa riêng của Bồ Tát thừa, gồm quan hỷ địa, ly cấu địa, phát quan địa, diễm huệ địa, cực nan thắng địa, hiện tiền địa, diễn hành địa, bất động địa, thiên huệ địa, pháp dân địa. 3. Tứ thừa thập địa, trong bốn thừa Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa, mỗi thừa có mười địa riêng biệt. Có thuyết nói, được kim cang tam muội rồi mới gọi là vào Bồ Tát địa, được nhất thiết chủng trí rồi mới được quả vị Phật. Bồ Tát phải tu đầy đủ mười địa, luôn hành pháp tự lợi và lợi tha mới được đầy đủ Bồ Tát hạnh. Bồ Tát khi vào được ly dục địa rồi là ly sạch các dục và các phiền não của cõi dục, nên được đầy đủ năm thần thông. Hàng Thanh Văn khi được tận trí, vô sanh trí là chứng được quả vị A-la-hán. Còn Bồ Tát do muốn thành tựu Phật địa nên còn phải tu quả bích chi Phật địa, dùng pháp quán 12 nhân duyên để thông quán các duyên pháp.
khi đã thành tựu Bích Chi Phật Đạo, Bồ Tát còn phải viên thành Bồ Tát hạnh, tiến tu lên đến Phật địa. Hỏi: vì sao Bồ Tát trong khi hành Bồ Tát hạnh mà còn phải tu tập Bích Chi Phật Đạo nữa? Đáp: trong 10 địa chung của ba thừa giáo có nói đến Bích Chi Phật địa. Vì sao? Vì Bồ Tát phải tu học đầy đủ 12 nhân duyên nơi Bích Chi Phật Đạo để phương tiện độ thoát chúng sanh. Bởi vậy nên, dù vẫn dùng trí huệ Bát Nhã để hành Bồ Tát Đạo, Bồ Tát vẫn phải tu tập đầy đủ giáo pháp của Thanh Văn Thừa và của Bích Chi Phật Thừa. Như trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm có ghi: ngài Văn Thù Sư Lợi, làm vị Đại Bồ Tát, đã từng trải qua 12 ức kiếp là Bích Chi Phật. Như vậy là Bồ Tát phải đầy đủ 10 địa, phải tu tập đầy đủ hết thảy Phật Pháp, phải đầy đủ 10 Phật lực, 4 vô sở quý, 4 vô ngại trí, đại từ đại bi, dẫn đến 18 bất cộng Pháp mới có thể được thọ ký thành Phật. Ngài tu Bồ Đề biết rõ các Pháp đều do duyên hòa hợp sanh, nên chẳng phải dùng sơ tâm, dẫn đến chẳng phải dùng hậu tâm mà được vô thượng Bồ Đề, lại cũng chẳng phải ly sơ tâm, dẫn đến ly hậu tâm mà được vô thượng Bồ Đề. Ngài bạch Phật, duyên Pháp ấy rất thẳm thâm, nên nói chẳng phải dùng sơ tâm hay hậu tâm, cũng chẳng phải ly sơ tâm hay hậu tâm mà được vô thượng Bồ Đề. Phật hỏi lại ngài tu Bồ Đề: ý ông nghĩ sao? Tâm đã diệt rồi có sanh trở lại chăng? Ngài tu Bồ Đề tự nghĩ rằng các Pháp rốt ráo là không, là bất sanh bất diệt. Chỉ vì chúng sanh chấp sáu tình mà thấy có sanh có diệt vậy thôi. Nếu nói tâm đã diệt rồi mà còn sanh lại thì đó là chấp thường. Nghĩ như vậy nên ngài đáp: chẳng được vậy. Phật lại hỏi: tâm sanh có tướng diệt chăng? Ngài tu Bồ Đề tự nghĩ rằng trước đây Phật hỏi về tâm quá khứ, nay Phật hỏi về tâm hiện tại. Vì sanh và diệt là hai pháp đối đãi, đã có sanh ắt phải có diệt. Tướng tâm trước là không, nay trở thành có, có rồi cũng lại trở thành không vậy. Nghĩ như vậy nên ngài đáp: có tướng diệt vậy. Phật lại hỏi: tướng tâm diệt thì tâm có diệt chăng? Ngài tu Bồ Đề tự nghĩ rằng nếu nói tâm diệt thì nơi một tâm có hai thời, gồm một thời sanh một thời diệt. Còn nếu nói là tâm vô thường thì tâm chẳng trú quá một niệm. Lại nữa, Kinh A Tỳ Đàm nói có sanh pháp, có diệt pháp, có bất sanh pháp, có bất diệt pháp, có dục sanh pháp, có dục diệt pháp. Nghi ở hiện tại, trong một tâm có hai thời, là thời sanh và thời muốn diệt. Mà tướng muốn diệt là chẳng phải là sanh. Nghĩ như vậy nên ngài đáp: chẳng có vậy. Phật lại hỏi: tâm có trú chăng? Ngài tu Bồ Đề tự nghĩ rằng nếu chẳng phải là có tướng diệt thì phải là thường trú. Nếu đã là thường trú thì chẳng phải là có tướng diệt. Nếu nói có tướng diệt thì phạm lỗi lầm là nơi một tâm có hai thời. Nếu nói chẳng có tướng diệt mà thật sự có tướng ấy thì làm sao nói là chẳng diệt được? Cả hai điều nêu trên đây đều lỗi lầm cả. Nghĩ như vậy rồi ngài tự chứng trí mà đáp: tâm trú nơi như như tánh. Phật lại hỏi: nếu tâm trú nơi như như tánh thì tâm đó có phải là thật tế chăng? Mặc dù ngài tu Bồ Đề từ lâu đã thấu rõ về pháp tánh thật tế, biết rõ như như tánh tức là pháp tánh thật tế, trú nơi như như tánh tức là trú nơi pháp tánh thật tế rồi vậy. Thế nhưng ngài nghĩ rằng tâm tướng là pháp hư vọng, chẳng thể là thật tế được. Nghĩ như vậy nên ngài đáp: chẳng phải vậy. Ở đây cần đọc vấn đề: vì sao Phật lại hỏi ngài tu Bồ Đề nếu tâm trú nơi như như tánh thì có phải là thật tế chăng? Nên biết rằng như như là thật tướng của hết thảy pháp. Vậy nên ở nơi thật tướng thì tâm là tự tướng không, là như pháp tánh thật tế, là niết bàn tướng. Do vì ngài tu Bồ Đề nơi pháp Thanh Văn còn quý trọng niết bàn, nên chẳng có chấp nhận rằng tâm sanh diệt cũng tức là niết bàn. Nghĩ như vậy nên ngài đáp: chẳng phải vậy.
Lại nữa, ngài nghĩ rằng thật tế làm vô tướng, nên chẳng dám nói tâm tướng là thật tế vậy. Phật lại hỏi, tâm như như trú là thậm thâm chăng? Phật nêu lên câu hỏi này vì ngài Tu Bồ Đề đã nói tâm như như trú, rồi sau lại nói tâm như như trú chẳng phải là thực tế. Do vì ngài chưa khắp biết nên đã đáp tâm như như trú là rất thậm thâm. Phật lại hỏi, như là tâm chăng? Ly như có tâm chăng? Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng như là thật tướng, nên là nhất tướng, là vô tướng, chẳng có đối đãi. Tâm tướng là tướng duyên hợp đối đãi, như là chẳng có chỗ biết, tâm là có chỗ biết, như là rốt ráo thanh tịnh, tâm là có hay biết. Nên nói, như chẳng phải là tâm, thế nhưng thật tướng của tâm là như. Nên nói, ly như thì chẳng có tâm. Nghĩ như vậy nên ngài đáp, chẳng phải vậy. Phật lại hỏi, như có thấy được như chăng? Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng như là vô phân biệt. Nếu Bồ Tát trú trong như pháp tánh thật tế thì chẳng thể hành tâm Bồ Tát đạo được. Nghĩ như vậy nên ngài đáp, chẳng thấy được vậy. Phật lại hỏi, nếu Bồ Tát thường hành như thì có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, Bồ Tát hành như là hành Bát Nhã Ba La Mật. Lúc bấy giờ trong chúng hội có nhiều vị Bồ Tát sơ phát tâm, nghe ngài Tu Bồ Đề đáp như vậy, cho rằng mình đã vượt khỏi nhị thừa và đã vào được đại thừa. Phật muốn phá cao tâm của các vị này nên hỏi ngài Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành như là hành như thế nào? Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ, Bồ Tát an trú trong như pháp tánh thực tế nên chẳng còn khởi niệm phân biệt. Nghĩ như vậy nên ngài đáp, hành như là hành mà chẳng có chỗ hành. Phật sợ rằng các vị Bồ Tát sơ phát tâm khi nghe ngài Tu Bồ Đề đáp như vậy sẽ có thể đọa về đoạn diệt, nên lại hỏi, Bồ Tát y cứ vào đâu mà hành pháp như? Ngài Tu Bồ Đề đáp, Bồ Tát y cứ nơi đệ nhất nghĩa mà hành như, vì ở nơi đây chẳng có tướng sai biệt, các tướng đều bất khả đắc. Phật lại hỏi, ở nơi đệ nhất nghĩa, Bồ Tát hành mà chẳng có niệm hành, hành như vậy có tướng hành chăng? Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ, Bồ Tát biết rõ các pháp tướng rốt ráo là không, nên chẳng còn có ước niệm, chẳng còn trú tướng hành. Nghĩ như vậy nên ngài đáp, chẳng có vậy. Phật lại hỏi, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật có khởi niệm hoại các pháp chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng có giấy niệm phá hoại pháp tướng. Bồ Tát đầy đủ các Phật pháp, được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, nên chẳng thủ tướng có, cũng chẳng thủ tướng không. Biết rõ pháp tướng là hư vọng, thủ tướng là lầm lỗi. Bồ Tát lại biết rõ phá tướng thì rơi về đoạn diệt, cũng là lầm lỗi. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng chấp thủ tướng có, chẳng chấp thủ tướng không. Ly cả hai chấp có không mới là đệ nhất nghĩa. Đến đây, Phật khai thị thêm rằng, Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều là tự tướng không, nên chẳng thủ pháp tướng, chẳng hoại pháp tướng. Bồ Tát trú nơi tự tướng không, mà vào ba tâm muội không, vô tướng và vô tác, để làm lợi ích cho chúng sanh. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát thị hiện thọ thân vào trong sáu đường chúng sanh nhằm hóa độ chúng sanh. Bồ Tát quán biết trong số chúng sanh có kẻ chẳng tu phước, buông lung phóng túng, tạo nên bao nhiêu nghiệp tội khiến phải đọa vào các cảnh địa ngục, từ cõi địa ngục này chuyển sang cõi địa ngục khác, hoặc sanh làm ngạ quỷ, súc sanh, xoay dần mãi trong các đường ác, dẫn đến khi thọ tội xong được sanh lại làm người thì cũng chỉ sanh vào nhà bần cùng hạ tiện. Bồ Tát lại quán biết có chúng sanh tu bố thí, xả bỏ sang tham, tu trì giới, được sanh về cõi trời dục giới, hoặc sanh làm người vào nhà giàu sang phú quý. Bồ Tát lại quán biết có chúng sanh tu ly dục,
trừ năm cái được năm căn, tu thiền quán được sanh về cõi trời sắc giới. Bồ Tát lại quán biết có chúng sanh xả sắc tướng, chẳng niệm các tạp tướng, vào vô biên hư không xứ định được sanh về cõi trời vô sắc giới. Bồ Tát biết rõ tất cả các sự kiện nêu trên đây đều xuất phát từ tà niệm cả. Vì sao? Vì chưa có được giải thoát. Dù được sanh lên cõi trời, nhưng khi hưởng hết phước báo rồi thì cũng vẫn bị đọa lạc, xoay dần lên xuống trong sáu nẻo đường sanh tử. Ví như lấy một sợi dây dài buộc vào chân một con chim, rồi thả cho nó bay bổng lên cao, thì cuối cùng chim vẫn bị sợi dây kéo nó về chỗ cũ. Bồ Tát dùng vô tác tam muội dẫn dắt chúng sanh vào nơi vô tác vô nguyện, dạy chúng sanh biết rõ thân này chỉ là dư quyển dư quá, chỉ là một tập hợp da thịt xương gân máu huyết vân vân, toàn là những thứ bất tịnh, còn tâm thì luôn luôn động, chẳng có được an, niệm niệm sanh diệt chẳng có định tướng, nên cũng chỉ là dư quyển dư quá. Lại nữa, do chúng sanh trú chấp vào các tướng ăn uống, nằm ngồi đi đứng vân vân, chấp có ngã và ngã sở, rồi ức tưởng phân biệt giữa ta với người, khởi sanh bao nhiêu tội lỗi. Bồ Tát lại dùng không tam muội dạy chúng sanh đoạn chấp ngã và chấp pháp, dẫn dắt họ an trú nơi pháp không. Bồ Tát lại dùng vô tướng tam muội dạy chúng sanh đoạn hết thảy các chấp tướng, dẫn dắt họ vào nơi thực tế vô tướng. Bồ Tát dạy chúng sanh biết rõ hết thảy các pháp tướng đều là hư vọng, chẳng thật có. Chúng sanh do phân biệt chấp có các pháp tướng như các tướng nam nữ, tốt xấu, vui buồn, thương ghét vân vân mà khởi sanh bao nhiêu tội lỗi, nên Bồ Tát dạy họ phải đoạn trừ các chấp tướng vậy. Hỏi: giáo hóa chúng sanh khiến họ vào được nơi pháp không là đủ rồi, vì sao lại phải dạy họ đầy đủ cả ba tam muội, không, vô tướng và vô tác làm gì? Đáp: căn trí của chúng sanh chẳng có đồng đều nhau, hạng người lợi căn thượng trí, nghe thuyết về các pháp không, vô tướng và vô tác có thể tính giải, dẫn đến chánh ức niệm tu tập. Hạng người động căn thiểu trí, vừa nghe thuyết về pháp không liền chấp không, bởi vậy nên phải vì họ thuyết rõ thêm về vô tướng, cho họ biết rõ ở nơi thật tướng hết thảy pháp đều là không, làm vô tướng. Có hạng người tuy đã biết được không và vô tướng, nhưng lại vẫn chấp thân hữu vi, khiến khởi sanh bao nhiêu tội lỗi. Đối với hạng người này thì phải nên vì họ thuyết về vô tác, dạy họ biết rõ thân là hư vọng, chẳng thật có, chẳng có gì phải chấp đắm. Trong kinh có dạy: ngoài thân Bồ Tát ra thì hết thảy thân các loài chúng sanh đều chẳng có được một niềm vui nho nhỏ trong khoảnh khắc, huống nữa là được hưởng sự an vui lâu dài. Bởi vậy nên đối với hạng người chấp đắm sắc thân, Bồ Tát phải vì họ thuyết về vô tác, dạy cho họ biết rõ có thân là có khổ, chẳng nên chấp đắm thân này. Tóm lại, tùy theo căn trí của chúng sanh mà Bồ Tát phải phương tiện dùng ba tam muội, không, vô tướng và vô tác để giáo hóa họ.